Ngày hôm nay chủ đề của ta là dã ngoại, cho nên chúng ta sẽ được rèn luyện những kỹ năng như là dẻo dai, tinh thần đồng đội, rồi tập trung chú ý lắng nghe. Cho nên kể từ ngay bây giờ, bất kỳ động tĩnh nào, ai mà làm ồn, mất tập trung là bước liền. Hồi sáng giờ thấy sao? Thấy đau. Đau hả? Đau dạ. Mới chỉ là khởi động thôi. Khởi động hơi đau. Đúng rồi. Cái mấy anh khởi động ai? Để em nghĩ ra gì vậy? Có muốn đặt cược nhân đôi số điểm không? Đặt anh. Chơi tới bế nhỉ? Chơi là chết tới luôn chứ. Nếu mà không thắng thì sao? Không thắng thì thua, mà thua rồi là sẽ bị phạt. Rồi, tôi ghi nhớ câu này. Ta là về đích và bây giờ đây là đạo cụ của các bạn. Mỗi bạn sẽ nhận một cái. Rồi, phát đi, lấy đi. Tèn 3, 4, 5 cái. Kính thưa quý vị, bình thường chúng ta sẽ đội cái mũ bạc ti như thế này. Nhưng không, ở chương trình này không như vậy. Chúng ta phải đội kiểu khác. Nào, làm theo anh nào. Như vậy đúng không anh? Ê! Đúng rồi đó. Anh ơi, mình thấy anh. Ở mặt vô luôn. Đâu? Rồi, đây đó, rồi. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là luật chơi của phần thi về đích. Ở đây, các bạn đang thấy không? Một cái nón bạc ti. Nhìn xuống ngực mình coi, thấy cái gì không? Cái bảng tên. Sau khi bịt lại đội nào xé được một cái bảng tên của đội còn lại, được cộng 1 điểm. Là cơ hội cho mình đấy chị. Yeah. Là cơ hội cho mình đấy. Yeah. Là cơ hội cho mình đấy. Đúng rồi. Thành viên nào qua cánh cổng rồi thì sẽ phải về vị trí này và không được tham gia cuộc chơi nữa. Phải coi các thành viên còn lại thi, cho nên là phải có suy luận. Khi mà 4 đứa về rồi còn 1 đứa còn lại bị xé bản tên là ráng chịu nha. Sau khi chưa qua cánh cổng rồi là không được xé bằng tên nữa. À, là được vào nhà rồi. Đúng rồi. Sẽ như bạn lên. Nhưng mà nó mạnh lắm. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ trò chơi của chúng ta xin phép được bắt đầu. 5 phút, cánh cổng đầu tiên, cánh cổng màu xanh lá cây, di chuyển. Cái gì nữa nào? Tìm đi. Ủa sao lá cây bên nào vậy? Đó hả? Chị quanh trái đây, quanh trái đây. Quanh trái hả? Nè, ở đâu vậy? Được chưa? Em đây nè. Ừ. Ủa, nghe tiếng của ai vậy? Ở đâu? Ở đây nè. Miễn toàn. Ừ, ở đây. Em ơi, bản tên em đâu? Em bị xé rồi. Em bị xé rồi, đứng nhìn thôi em. Cảm giác như sao bị xé bản tên vậy ta? Ôi, hiền quá. Nhiệt lên quá. Vô cứu bộ kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ai hả? Đằng đó. Tụi nó không thèm về đích luôn nữa. Bây giờ tụi nó tập trung cho tụi nó xé bản tên rồi tụi nó thắng thôi, không về đích luôn. Xé rách luôn cái răng của tôi rồi. Đích đâu vậy? Có ai về đích chưa? Ê, đợi màu trắng có ai về đích chưa? Đợi màu trắng. Ê da, ê da. Ủa trẻ da, ai vậy? Ờ, chị Kim hả? Ai hả? Kim. Anh nào hả? Anh nào hả? Ủa, cái dây nãy mới thấy đây mà ta. Ủa? Ai đâu? Đổi lại cái cổng màu xanh. Về đó là cổng màu xanh. Cổng này không có tính nữa. Ủa, lộn. Về đó là cổng màu hồng. Nước. Hai đứa qua rồi. Cổng màu hồng. Cổng màu xanh hết tác dụng rồi. Xé phần dưới bụng thôi nha. Có một tiếng la thất thanh vừa mới cất lên. Tôi nghĩ là có
một người sắp bị mất. Hồi nãy đẩy người trắng quay chết kìa. Màu hồng đi, ôm bụng đau bụng hay gì mà ôm bụng không vậy nè. À, ơi, cái gì màu hồng? Chưa qua hả? Chưa qua là sao? Chạy trưởng thôi là cái dây màu hồng nữa. Ôi, còn một phút nữa. Ui, chim ơi. Không, dây màu hồng. Chị đi thẳng ra, chị Kim với lại đâu quá. Chị Kim đi thẳng ra, quẹo phải tí. Ai đến chưa? Quay lại đi thẳng ra. Ngồi xuống, chị Kim bỏ. Ngon bên phải. Ai đây đi rồi hả? Ngon, ngon lùi lại. Bước qua bên trái. Tại em đi. Đông phải đổi giày. Chạy đi, chạy đi. Đầu xuống, đầu xuống. Chạy luôn, qua luôn. Chạy đi con. Đừng giám sát rồi. Đừng giám sát rồi, ngồi dậy đi, giờ cái tay màu xanh. Chạy đi, chạy đi. Đụng giày đâu à? Nó chưa. Không, em qua đít rồi. Xoay người á, xoay người á. Em đụng vô giám sát, đụng vô người ta rồi. Đi giờ đến giày màu xanh. Rồi, quay sang trái, đi thẳng luôn à. Trời, đây là bản tôn của mình nè mọi người. Những giây cuối cùng thì nó sẽ làm gì đây? Thấm xuống, nằm xuống luôn. Nằm xuống bò qua. Lớn qua từ từ, lớn qua, đúng rồi. Kính thưa quý vị, vừa rồi lại là một trận hỗn chiến nữa. Tôi không biết mấy cô gái này có khả năng lăn lộn, nhào, bò, trường lết như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm kê xem là cái bản tên và quy định là bản tên nào còn phải đọc rõ chữ thì mới được tính là nguyên dạng. Còn bản tên nào mà bị hư hư, sức sức, mẹ mẹ, coi như là bị mất điểm nha. Mirai, đọc được tên. Mặc dù xé đựng góc nhưng mà hên quá. Xé góc. Còn nguyên chữ N. Cái tên nó nhỏ quá, tên nó có 3 ký tự à, chữ nếp nguyên dạng. Ủa, rồi còn chữ K còn lại đâu? Bị đúng rồi. Chị tên K rồi à? Anh tên K thôi. Tên K thôi à? Đổi người danh luôn. Nó bất chấp quá ha, vì một cái điểm mà nó đổi người danh luôn ha. Ủa, bản tên em đâu rồi? Xa xuống sàn nó mất đi rồi. Ủa vậy là bị cỏ xé. Xé chứ không phải người xé. Ủa bản tên em đâu rồi? Ủa anh không thấy tên em hả? Em thấy mà. Đâu? Em cũng thấy mà. Em cũng thấy. Anh đeo kính. Kính. Anh phải đeo kính. Cho anh rõ lắm luôn. Điểm cho anh mượn. Thôi mấy đứa đừng vô tri vậy. Vì có mấy điểm mà đừng vô tri vậy. Rồi bên đây coi như là mất 3 cái bản tên, cho nên là đội B sẽ được cộng 3 điểm. Hết sức nguyên dạng. Trời nguyên dạng với em. Nguyên luôn. Ôi, Lizzy không tin là mất 2 chữ lắm. Ủa, anh đâu được tên em không? Không. Ủa, chữ này là chữ gì? Em được tên em không? Bây giờ như mật mã. Coi như là không được nha. Eli, Đông Đông được. Bữa nay bị mất 2 cái bản tên, cho nên đội A sẽ được cộng 2 điểm. Bây giờ sẽ xét tới chuyện là bước qua trạch đích. Tính là bên đây về 3, và bên đây về 3. Mỗi đội sẽ được cộng thêm 2 điểm nữa. Yeah. Sau phần thi về đích thì đội A được 8 điểm và đội B được 5 điểm. Vỗ tay. Yeah. Rồi bây giờ sẽ là vòng thi tiếp theo. Đó là phần thi được mang tên cướp bóng. Để bắt đầu phần thi này, bắt đầu điểm danh nha. Từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5. Bên này đến từ 1 tới 5. 1, 2, 3, 4, 5.
ba, three. Ủa, ổn không? Ủa, đợi. Ba. Dạ, 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 dạ. One, two, three. Ta mới vừa rồi là Yên Lích đó hả? Dạ. Yên Lích. Wow, Yên Lích con tù đài. Trò chơi chúng ta được mang tên là cướp bóng. Thứ tự như sau: ai có số 1, giơ tay coi. Số 1 sẽ bị bịt mắt. Số 2. Số 2 sẽ bị trói chân. Ôi giời ơi. Số 3 kém. Số 3 sẽ bị quấn chăn. Số 4 và số 5 sẽ phải thỏa thuận với nhau, một người cõng một người. Được không? Rồi, khi có khẩu hiệu của trại trưởng, tức là mình đó, mình sẽ hô là số mấy, thì số mấy sẽ di chuyển lên để cướp quả bóng về. Cứ mỗi một lượt cướp thành công quả bóng về sẽ được cộng một điểm. Chuẩn bị bắt đầu trò chơi thôi. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ, phần thi cướp bóng xin phép được bắt đầu. Đội đầu tiên, số 4, số 5. Lấy gì giờ? Lấy gì? Ủa gì vậy? Nắp chơi, nắp chơi. Số 4, số 5, lên lấy bóng màu xanh. Đó, bóng màu xanh nha. Bây giờ tới phần bóng màu vàng. Số 2. Lên lên Lizzy. Ủa, 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 ủa lên chưa? Ủa. Ủa lên lên lên. Ủa lên lên lên. Trời, nó dám cướp trên tay một cái nó mới được. Quả bóng chuyền số 1. Ủa, số 1. Ê, đi lên, đi lên. Người ta lấy về từ nửa năm rồi. Đi về. Ủa, có phải đồng đội không vậy mọi người? Số 3. Số 3 chị ơi. Chị ơi. Mày chơi ăn gian. Mày chơi ăn gian. Em lên đây. Mày cho vừa. Mày đã lâu về tới nhà rồi. Khiêng nó lên. Khiêng nó lên. Khiêng nó lên. Cậu đi xuống leo. Rồi. Gỡ ra rồi hả? Rồi nè. Bây giờ lấy nha. 1, 2, 3. Thành đi Hào ơi. Thành đi nè. Đúng rồi. Kìa. Bả lớn luôn rồi. Dạ, chị lộn á, chị chối nào, chị lộn đi.
thêm một cơ hội mà cũng không được là sao? Này, Linh cả Linh nó về, Linh nó về, Linh nó về. Tiên nó về. Ôi, Linh nào? Cứu đồng đội, cứu đồng đội. Đi về, đi về con ơi. Bể cái đó lại. Kính thưa quý vị, như vậy là sau phần thi vừa rồi thì đội màu vàng và đội màu trắng mỗi bên có 2 lượt cướp bóng thành công và mỗi đội được 2 điểm. Tổng điểm của đội màu vàng đội A bây giờ là 10 điểm và đội bên đây đang là 7 điểm. Chúng ta tính về trò chơi tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi được mang tên là đoán ý đồng đội. Trong thời gian 5 phút, mình có 10 đáp án. Nếu đoán đúng 10 đáp án trước 5 phút thì đội nào đoán thời gian ngắn hơn, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Đội chiến thắng sẽ được cộng 3 điểm. Bây giờ tôi cần 2 đội trưởng. 1, 2, 3, vô. Thua. Đội thắng em muốn chơi trước hay chơi sau? Chơi sau ạ. Chơi sau, 5 phút cho đội B bắt đầu. Mấy chữ? Mấy chữ? 4 chữ. Ok. 4 chữ. Dịch đè đè. Con chó, con chó, con chó. Có con nào vậy luôn. Ê, làm như trong có từ con chó trong đầu hay sao? Rất sai trái. À, con 4 chữ mà là con vật hả? Ủa nè. Anh thì con Thiên Nga. Con Thiên Nga vậy chứ. Trời đúng yeah. Rồi. Bà chữ, bà chữ. Không. Tròn tròn. Không lan, không lan. À muốn ăn thì lan vô bếp. À đúng rồi. Đúng rồi. Không, không, không. Không, không. Giờ rồi em ngủ đi em. Không. Ờ à, đúng rồi, không giờ rồi. Động đinh. Động đinh ăn bánh. Con vịt lộn chính xác rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi đề nghị diễn tả từ này thật là vệ sinh quá nè. Rắn con cao. À, đúng rồi. Hai chữ. Có chó. À, con vật, con vật hả? Con vật. Con gì? Con gì? Con rắn. Con lương, con rắn. Con chó gì nằm kỳ. Con lương. Con giun. Gần gần giống cái con giun, gần giống cái con giun. Đúng, đúng không? Con trâu đùn đùn. Trùng. Con sâu, con rết. Không có nói. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con sâu đúng rồi. Con giun. À, hai chữ chơi. Đúng ra, trời ơi. Nhảy quá, nhảy xấu quá cũng nhận ra đúng không? Mấy chữ? 30 chữ. Mấy chữ, mấy chữ, mấy chữ. Cao. Mấy chữ? Chính xác. Như vậy là đội B, đội màu trắng vừa trả lời đúng được 7 trên 10 đáp án. Yeah. 5 phút dành cho đội A, đội màu vàng. Bắt đầu. Thôi dễ nè. Con cu đu, con cu đu. Ủa? Chơi rồi em, chơi rồi, cho người ta chơi. Đây bạn vậy chết hả? Con phong. Trời ơi. Mời Thương Quyền 3 chữ. Cái gì đây? Sao sao sao? Mấy chữ, mấy chữ, mấy chữ. Hai chữ. Yêu. Bạn, bạn. Bạn chết cha. Tát vô mặt. Cái bồi, giờ không? Tan vỡ. Ôi, bầm lầm lầm. Đánh ghen. Đánh ghen, chính xác. Trời ơi, hơi khó, hơi khó. Leo dây, leo núi. Đu, đu. Kẹo. Leo. Ngã. Trèo cao té đao. Mấy chữ, mấy chữ, mấy chữ. Trèo cao té đao. Trèo, trèo cao ngã. Sợ con ngã đâu? Chính xác. Lên 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 lên. Ủa nhanh quá vậy? À, ơi, nghe chích đeo rồi. Cái đã rồi. Trời cái gì trời trời. Love me, love me. Mấy chữ, mấy chữ. Trời biết mấy chữ luôn, 5 chữ. 6 chữ. 6 chữ lận hả? Nó phân biệt được bao nhiêu chữ luôn á. Cái bài học rồi luôn á. Để mày nói cho mày nghe. Trời ghê. Sao nó hay vậy? Cảm ơn anh. Nhảy xong chết. Chó, con chó. Ê sao chửi bạn, đừng chửi bạn. Đừng con chửi bạn. Chửi chó sữa. Đừng có chửi bạn. Chó mặt xệ. Chó mặt xệ. Cái gì vậy? Quên, 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 quên rồi. Từ rồi là phẫn nộ. Chị không phải. Đau bụng, đau bụng. Mấy chữ, mấy chữ. 3 chữ. Đau đẻ hả? Đau đẻ hả? Đau bụng đẻ. Mà đau bụng. À, tiêu chảy. Trời ơi. À, tiêu...
diễn tả vệ sinh sạch sẽ giùm coi. Đi tiêu chảy. Đi gần gần giống từ tiêu chảy hả? Bị táo bón. Đi gần gần giống tiêu chảy sao táo bón được? Táo bón hả? Đau bụng. Chết rồi, đi cầu. Mấy chữ, mấy chữ. Đi đại tiện. Bao quá thế. Thôi thiệt. Ai tháo được? Ai tao tháo được? Trời ơi, khó quá. Ủa, cái này gì vậy? Trời ơi. Đừng bay, đừng bay. Cái này học rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì nó đặt trước thì sao á? Ba chữ. Uống, uống thuốc. Tôi cuối cùng. Ủa, điều đi sợ luôn trời ơi. Con gà mái. Con gà mái. Bố, bố chợ. Gà mắc đẻ. Con gà ức trứng. Con gì con quái vật gì đây? Con gà. Con gà. Gà không? Quái gà không? Sao sao? Quái gà không? Hết giờ. Con gà. Gà không biết con sao mà biết. Kính thưa quý vị, và phần thi vừa rồi, đội A và đội B đều có được 7 điểm và trong thời gian quy định là 5 phút, cho nên cả hai đội đều cùng được 3 điểm. Như vậy đội chiến thắng là đội A. Yeah! 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 Em rất là thanh lịch trong trò chơi vừa rồi. Còn ngay bây giờ sẽ là phần lật mặt điệp viên. Các bạn hãy suy đoán là tìm ra cho mình điệp viên là ai. Một phần thưởng này sẽ dành cho điệp viên nếu như điệp viên ẩn mình tốt và không bị phát hiện. Nếu như điệp viên bị phát hiện thì sao? Điệp viên sẽ chịu một hình phạt nặng nề đến từ chương trình. 1, 2, 3, mở mắt ra. Thật ra mấy cái này là đặc sản của miền Tây. Không, cái con thủ anh. Đây, cái này ngồi lúc nhúc là thấy thân không? Trời ơi, nước mắm nhỉ nó ngon, dễ sợ. Đây nè, con này là con dế. Ôi ôi, cái đầu nó thơm lắm mấy đứa. Nhiệm vụ của các bạn là đoán xem ai là điệp viên. Em nghi ngờ chị Ngân với chị Ca. Tại vì chị Ngân thì có cái dự kiện là lúc trên xe á, chị Ngân nói là chị Ngân đoán khẩu hình được. Còn chị Ca là cái lúc mà chơi trò chơi vừa rồi, chị Ca đoán hay, rất là hay. Em cũng nghe chị Ngân giống Rê Đồng á. Bạn trai. Đúng là cái vòng đầu rất là khó. Để mà em chỉ nghe mỗi là mỗi người có 10 phút. Xong rồi cái còn cái câu sau á, không hiểu sao tự nhiên lên xe thấy chị thổi bong bóng. Em sâu chuỗi được dữ kiện là từ cái lúc mà trò chơi đầu tiên á, là em thấy chị Kim rất là thông minh, đoán ra được khẩu hình. Với cả trò chơi mà Úc đẹp đội nón ấy ạ, thì tự nhiên lúc mà đưa cái nón ra em chưa hiểu cái nón party là nón gì. Và em cũng không biết là sẽ phải đội ở trước mặt, nhưng mà chị Kim đã đội rất nhanh trước mặt, chị đã biết là phải đội ở trước mặt rồi. Còn lại những người khác chưa có biết, nên là em đang nghi ngờ chị Kim. Ủa không, em thấy lúc đầu anh Vang bảo là đội trước mặt luôn rồi mà. Tất cả mọi người đều đã có dữ kiện trong tay. Những lập luận, những suy đoán đã có. Bây giờ là thời gian các bạn bình chọn. Trên tay các bạn bây giờ là một phiếu vote. Chỉ được ghi tên một người duy nhất các bạn nghi người đó là điệp viên. Bây giờ thời gian bình chọn bắt đầu. Chúng ta sẽ lật mở từ đội thắng. Nu. À, xin lỗi đồng đội. Ngân, bạn thứ hai. Chị ơi, chị ơi. Đây. Đang hút căng thẳng luôn đó. Đây là bạn em. Mira, em nghe ai? Chị Ngân. Là Ngân được tới 2 phiếu rồi đó hả? Ờ, em nghe ai? Em thích ca nè, em thích ca. Ca. Hai người này bị nghi gì? Đâu? Nguyệt Ngân. Oh. Yeah. Chị Ca. Dễ rồi. Rồi. Kết quả anh đang cầm trên tay.
hãy trải nghiệm vòng son này nha. Bây giờ chúng ta đến với đại tiệc thôi nào. Béo ngậy nào. Ôi má ơi. Ôi. Ngon không? Sao? Sao? Đặt giảm bánh tre nha. Nào. Nhớ về quê em ăn nha. Ok. Sống. Chứ đi ăn được sống được. Mỗi người một cái, nhanh lên nào. Để anh làm cho. Anh ơi, anh đừng có tay lên. Để anh giúp em. Dạ, không dễ nè. Ủa, thật sự là cái món này rất là ngon nhất Việt Nam gì mà. Thả hồng ra nào. Nó đại ngon chưa? Xong rồi, ăn rồi, chim ra coi. Chim ra nè. Ngon lắm, ngon lắm. Ngon lắm gì gì. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại hả miệng nha. Một cái một thôi là nhanh lên à. Ướt ra là nó chết rồi, hiểu không? Giờ chồng đi. Trời ơi. Anh con dễ đi chị, dễ ăn hơn. Trời ơi. Con nào nhìn cũng dễ thương hết. Ăn đi chị. Đuôi nè, đó. Cái đuôi này đỏ sợ nè, Cái bụng nó phơi ra luôn rồi. Con này nhìn cũng cưng. Nhanh lên nhanh. Lì xì ăn không ra, không ra. Hả không ra, nhắm mắt rồi, hả không ra, hả không ra. Nhắm mắt hả không ra. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, tay không ai. I love you. Cổ vũ các bạn đi. I love you. Lì xì. Cố lên. Đừng đừng ngửi nữa, đừng ngửi nữa. Nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt. Rồi, hả không ra. Hả không ra. Cố lên, cố lên. Con ăn đúng rồi, nhắm mắt ra. Rồi, tội nghiệp đúng không? Cái gì? Em chỉ này nha, này nha, này nha, này nha. Trời ơi. Anh ăn được hết mà. Em ăn được. Bỏ lỡ nè, bỏ lỡ. Rồi, mời em xơi. Của em tắt, của em tắt. Rồi, ăn hết luôn, ăn hết luôn. Con ánh kìa, anh ăn kìa. Nó có một cái gì đó rồi. Trời ơi. Em review thức ăn luôn. Không phải có gừng cười xong à, gì vậy? Em ăn rồi mà. Ủa vậy hả? Anh xin lỗi em không biết. Kính thưa tất cả quý vị, và dĩ nhiên là trong mỗi trại huấn luyện thì sẽ có một huy hiệu dành cho người xuất sắc nhất ngày hôm nay. Và người xuất sắc nhất ngày hôm nay đó chính là tên gián điệp hai mang. Nunu. Chính xác là Nunu. Tôi muốn tặng cái huy hiệu này cho Nunu. Và dĩ nhiên, người nào được nhiều huy hiệu nhất, người đó sẽ trở thành The Spider-Man. Yeah. Và huy hiệu này tặng cho Nunu. Yeah. Cảm ơn mọi người.